xuống đây ngó. Ông mua tủ lạnh xong hôm qua em mới nói chơi chơi cái lò à, bây giờ người ta có cái lò chiên không dầu ấy, bố lại bảo như thế nào mày gõ ra đây tao xem nào, cái gì tốt nhất mày cứ bảo bố. Bố mua hết, mày không phải là mày không phải lăn tăn, mày về làm dâu tao mua gì cả, mà không phải suy nghĩ gì, tao làm được gì cho chúng mày tao làm. Ông bảo thế em mà. Nói chung là mình ở đấy mình cũng nhét con dâu còn gì nữa. Thôi lại gái cứ tháng ít đưa bà 2 triệu thức ăn nước uống. Có 2 triệu rồi ạ. Thì mới bảo là ít cũng đưa cho bà, gọi là con đồ ra đồn vào. Đồ đạc mọi sau thứ thì em còn đẻ con rồi. Nữa chị ạ. Chẳng nhẽ không đưa bà, đưa bác cô. Đồ đạc gì cũ bố em vứt hết, mẹ em chỉ biết đứng nhìn. Có đồ từ thời cổ là hi rồi mẹ em. Chồng mày vẫn đại. Lại chuẩn bị mua cái quán khác rồi. Xong mấy hôm nữa là làm chung nóng, hết mẹ ăn nóng rồi. Đáng nghĩa là làm trước khi cưới em, nhưng mà hình như không kịp thôi. Chị rất sợ những cái mụn mà nó có lông quắn quặn vào bên trong xong nó đen ở bên dưới nhỉ. Lông sợ mọc được. Dễ nhỉ? Ừ, dễ.
sướng nhỉ, trông sướng. Cho bố xem rồi trên không đầu à? Không. Không xem. Không. Cho xem rồi lại mua. Ở nhà toàn ung thư, bệnh tật, tiểu đường. Ăn uống đấy chị thấy trông tốt đấy. Ăn uống gì mà đâu, dầu mỡ đi. Ăn uống phải đàng hoàng. Bố em bị bệnh tiểu đường. Hôm qua đi khám bị tăng. Ừ, ngày nó trước mua nhưng mà có ăn đâu. Nói chung là tiểu đường kia nhiều thứ. Ừ, cái ngọt. Anh thì không gửi được. Chơi chỗ này nhiều ha. Thank you.
Xa nhau này, yêu nhau lắm này. Nhớ nhau. Thà em chỉ thích quay mụn này. Chị cũng thế. Nặng mụn này. Quay mụn này. Xuống tập. Chị nó phải lên thẳng đầu sáng to như thế cơ. Ừ. Chị nó mà mới mới ấy. Bóp phọt phát. Nó bắn cho tung tóe. Kiếm nó hãi lắm. Đấy rồi đó. Mà sợ bắn. Nhân thì to này nó sướng. Ừ. Chồng không về. Gọi ông nào ăn cùng nhá. Gọi ông nào đến ăn cùng nhá. Còn kêu mũi một mình. Mấy hôm chồng ở nhà ăn cơm cùng quen vui rồi. Quen vui nữa buồn đấy. Sao?
Xong rồi về chồng thấy vợ gần giờ về, chồng dọn cơm sẵn sàng đợi vợ thôi. Úi rồi làm gì có chuyện đấy em ơi. Chưa về còn nấu cơm cho ông nhé. Yeah. Ăn xong rửa bát ấy. Ông cứ phải đi ra nhà tâm sự chưa nói, chưa chặt rồi ông mới về. Đúng rồi. Thế xong gọi điện, thế có về ăn cơm không? Ông kia mẹ còn cho máy cơm thấy tao rồi. Là hôm chị còn cho em là khéo ai phải chuyển khẩu ra nhà anh Dũng ở thôi. Nói chuyện với anh Dũng từ sáng đến tối, từ tối đến đêm rồi về nhà với vợ có thế đâu. Tôi có biết chuyển khẩu ra đây ở. Phấn ngay. Sợ chỉ có mấy con gà thôi mà các ông ấy trả đạo ngồi. Thằng nào ngồi phun mưa cho gà. Sáng thì cho gà tắm nắng, hôm thì vào nghệ, hôm thì làm sao sơ chân. Cái của anh này nói đam mê của cô nói lắm. Ghen cả đấy. Ghen thì nhà mình chẳng có ai ghen chơi gà cả. Nó ngoài nhà cả đấy. Thử cái này nhé. Mua. Đây, mua hộ vòng cái năm phải không? Đây, năm đây. Thế sao thì ông cho em 5.000? 5 đấy. Cái này máu quá. Cái này máu quá. Em sớm nha. Bắn hết lên tay chị ơi. Tay em nữa chị ạ. Từ. Không biết nó có bắn. Để yên tay. Không biết nó có bắn lên mặt em không?